Rick Angelhorn Steinway là người sáng lập nên thương hiệu Steinway & Sons. Ông đã hoàn thành cây đàn piano đầu tiên trong nhà bếp của mình tại Sissen, Đức vào năm 1836. Niềm đam mê và sự khéo léo trong việc chế tác ra những chiếc đàn piano đầu tiên của Steinway đã trở thành phương châm quan trọng của công ty. Steinway & Sons hoạt động với triết lý tạo nên cây đàn piano tốt nhất có thể. Bàn sáng chế đầu tiên của Steinway & Sons được cấp vào năm 1857 và kể từ đó đến nay, công ty đã được cấp hơn 135 bàn sáng chế, chiếm hơn 90% các sáng chế về đàn piano trên toàn thế giới. Dựa trên những cấu trúc và thiết kế trước đó của piano, công ty tập trung phát minh những thiết kế mới và cải tiến các sáng chế lỗi thời từ thế kỷ 18. Chính vì vậy, các thiết kế của Steinway thời bấy giờ được cho là tiêu chuẩn vàng cho âm thanh. Có thể nói, Steinway không chỉ là nhà sản xuất piano mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nên piano hiện đại ngày nay. Chương trình Steinway Tip là danh hiệu dành cho các nghệ sĩ piano lừng danh chỉ sử dụng piano Steinway & Sons cho việc biểu diễn đã chính thức ra mắt vào năm 1872 dựa theo ý tưởng của William E. Steinway, chủ tịch thứ hai của Steinway & Sons, được tạo điều kiện và được hỗ trợ bởi Steinway. Anton Rubinstein đã có chuyến lưu diễn thành công tại Hoa Kỳ và trở thành Steinway Tip đầu tiên trên thế giới. Và kể từ đó, số lượng Steinway Tip đã tăng lên hơn 2.000 nghệ sĩ cho đến ngày nay. Năm 1877, Steinway & Sons phát triển chương trình All Steinway School, một danh hiệu dành cho các trường học, nhạc viện, học viện được trang bị hoàn toàn piano Steinway cho việc học tập và biểu diễn. Nhạc viện Oberlin tại Hoa Kỳ vinh dự là trường đầu tiên có được danh hiệu All Steinway School. Tính đến năm 2018, hơn 200 trường trên thế giới đã được nhận danh hiệu này. Với mục đích tìm kiếm, khuyến khích và nâng đỡ những nghệ sĩ piano trẻ trong giai đoạn đầu của sự nghiệp, Steinway & Sons Việt Hương rất tự hào là đơn vị tổ chức Steinway Youth Piano Competition năm 2020. Đây là lần thứ 5 cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam. Cuộc thi danh tiếng này là một phần của Steinway Festival, một sự kiện tổ chức mỗi 2 năm một lần, được tài trợ bởi Steinway & Sons tại Hamburg, Đức. Phương Nguyễn xin được gửi lời chào mừng thân ái đến toàn thể tất cả các quý vị khán giả, quý vị khách mời đang có mặt trong đêm gala của cuộc thi Steinway Youth Piano Competition năm 2020 tối hôm nay. Và lời nói đầu tiên thì Phương Nguyễn xin phép được thay mặt ban tổ chức chương trình kính gửi đến tất cả quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng thân ái nhất. Không thể thiếu trong đời sống của mỗi người, những cung bậc cảm xúc trầm bổng du dương đã và đang khơi dậy tiềm năng của các thế hệ và nhất là các tài năng âm nhạc trẻ với những tuyệt phẩm vô giá. Có thể nói âm nhạc làm cho đời sống của tâm hồn người của chúng ta trở nên thi vị hơn, ý nghĩa hơn và tươi trẻ hơn, và chính vì thế âm nhạc luôn là niềm đam mê bất tận của nhân loại. Kính thưa quý vị, cuộc thi Steinway Youth Piano Competition là một lễ hội âm nhạc đỉnh cao dành cho các pianist trẻ có độ tuổi trẻ trên toàn thế giới, được tổ chức định kỳ 2 năm một lần do Steinway & Sons có trụ sở tại Hamburg ở Đức tài trợ, nhằm tạo sân chơi giá trị cho các tài năng piano thiếu niên trên khắp các châu lục, giúp cho các em có dịp biểu diễn thực thụ trên các sân khấu lớn với đàn Steinway & Sons bậc nhất, cùng với cơ hội gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các bậc nghệ sĩ nổi danh để hoàn thiện kỹ năng và định hướng con đường âm nhạc của mỗi em trong tương lai. Và kính thưa quý vị, cuộc thi này được tổ chức tại mỗi quốc gia chọn tài năng đại diện để tham dự vòng chung kết của cuộc thi khu vực châu Á Thái Bình Dương và tiến đến cuộc thi Steinway Festival tại Hamburg ở Đức. Và riêng tại Việt Nam thì công ty Việt Thương của chúng tôi rất hân hạnh là nhà tài trợ và tổ chức với sự cộng tác cũng như đồng hành của các học viện, nhạc viện, các trường nghệ thuật hàng đầu tại Việt Nam và các tài năng piano trẻ trên cả nước. Kính thưa quý vị, đêm gala concert diễn ra tối hôm nay sẽ giúp chúng ta nhìn lại chặng đường đã qua của cuộc thi và công bố kết quả các giải thưởng. Đặc biệt, ban giám khảo sẽ lựa chọn một thí sinh xuất sắc nhất đại diện Việt Nam tham dự vòng chung kết khu vực châu Á Thái Bình Dương, và đó cũng chính là lý do của sự kiện đêm ngày hôm nay, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, thưa
thân mến, đến tham dự sự kiện này thì chúng tôi xin được trân trọng chào đón sự có mặt của ban tổ chức, quý vị khách mời. Đầu tiên về phía đơn vị tổ chức xin được trân trọng giới thiệu ông Phan Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Thường Music. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Công Bình, Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Thường Music. Xin được trân trọng giới thiệu cô Nguyễn Ngọc Anh, trưởng ban tổ chức cuộc thi Stanway Youth Piano Competition năm 2020. Và về phía khách mời xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó là các ban lãnh đạo, các vị trưởng khoa, các giảng viên học viện, nhạc viện, các trường nghệ thuật. Một tràng vỗ tay để chào đón sự hiện diện của tất cả chúng ta. Kính thưa quý vị, ngay bây giờ trên sân khấu xin được trân trọng kính mời ông Phan Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Thương Music sẽ có đôi lời phát biểu theo mặt chương trình. Xin được trân trọng kính mời ông. Trước hết, tôi xin được chào đón quý vị lãnh đạo đại diện của Học viện Quốc gia ở Hà Nội, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, quý trường giảng dạy về âm nhạc, quý thầy cô, quý quan khách, quý phụ huynh và tất cả các thí sinh dự vòng chung kết cuộc thi tài năng trẻ piano Stanway 2020 lần thứ 5 được tổ chức tại Việt Nam. Thay mặt cho ban lãnh đạo Việt Thương Music Corporation, ban tổ chức cuộc thi và toàn thể nhân viên của Việt Thương là đơn vị hân hạnh được tổ chức 5 lần cuộc thi Stanway tại Việt Nam, xin gửi đến tất cả quý vị có mặt ở đây lời kính chúc sức khỏe và chúc cho một đêm vui vẻ và nhiều ý nghĩa thú vị. Kính thưa quý vị, để có được sự thành công trong việc tổ chức, chúng tôi đón nhận sự hỗ trợ, sự đồng hành của tất cả quý vị nhằm mục đích giới thiệu các tài năng trẻ cho đất nước và phát triển các tài năng trẻ. Và qua quá trình thực hiện, quý vị đã hỗ trợ chúng tôi để thực hiện thành công rất nhiều cuộc thi tầm quốc tế. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng không quên đến ban giám khảo của cuộc thi. Với những ngày rất khó khăn để chọn lựa ra được những em xứng đáng nhất cho các giải thưởng của bảng B và bảng A, đặc biệt là chọn cho được một em xứng đáng nhất đại diện cho Việt Nam chúng ta tham dự cuộc thi chung kết khu vực châu Á Thái Bình Dương. Tôi nói cái sự khó khăn này là bởi vì trước đây những lần tổ chức thì cái trình độ của các em nó chưa ngang xứng như bây giờ, nhưng mà hiện nay trình độ piano của các em, nhất là các em trẻ của chúng ta, đang gần sát lại nhau, độ chênh lệch rất ít. Cho nên ban giám khảo là những người với chuyên môn rất tốt, với trách nhiệm cao, đồng thời là những người cùng tâm mà chúng ta sẽ có kết quả tới đây được công bố cho các giải thưởng của cuộc thi piano trẻ Stanway. Kính thưa
Kính thưa quý vị, tất cả chúng ta hãy cùng nhau hãy dịp, vì tất cả chúng ta có mặt ở đây đang ban lành cho tổ quốc chúng ta, giới thiệu cho tổ quốc chúng ta các em trẻ piano qua các cuộc thi. Chúng ta mang lại cho tổ quốc chúng ta những cái cuộc tổng duyệt cho các bạn trẻ, để từ đó các bạn trẻ được các thầy cô nhận diện các khả năng của em để hoàn chỉnh các kỹ năng của các em, để các em mỗi ngày một thăng tiến hơn, để hướng nghiệp cho các em trong tương lai. Chúng ta có mặt ở đây cũng rất hạnh diện, vì chúng ta đóng góp một phần cho việc nâng trình độ của các trẻ ở Việt Nam chúng ta dần dần ngang tầm thế giới, để các em sẽ không còn sợ sệt và đủ kỹ năng để tranh tài với các trẻ ở thế giới, mang lại niềm vinh quang cho tổ quốc chúng ta. Thưa quý vị, vì phát triển sự nghiệp trẻ tương lai piano, vì tình yêu tổ quốc Việt Nam tươi đẹp của chúng ta luôn luôn sẵn sàng phục vụ. Và chúng tôi xin một lần nữa đại diện cho Đại thư Corporation, ban tổ chức cùng các nhân viên, xin gửi đến lãnh đạo các học viên, nhạc viên, Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, các trường âm nhạc, các thầy cô, các phụ huynh và các thí sinh lời cảm ơn chân thành và kính chúc tất cả quý vị có một cuộc sống hạnh phúc và mọi sự như ý. Và chúng tôi cũng không quên chúc ban giám khảo luôn luôn có một tinh thần cống hiến và phục vụ, để mang lại sự công bằng cho tất cả các thí sinh, gây dựng các thí sinh trở nên những người có ích, mang lại vinh quang cho xã hội. Xin chân thành cảm ơn. Xin được cảm ơn phần chia sẻ như là phát biểu của ông Phan Hùng. Và kính thưa quý vị, quyết định thành công của cuộc thi năm nay cũng như là những người cầm cân nảy mực đưa ra những lời nhận xét công minh nhất và giúp cho các thí sinh của chúng ta ngày một tiến bộ hơn, cũng như là lựa chọn ra được những thành viên xuất sắc nhất trong đội hình 10 tài năng trẻ sẽ xuất hiện ngay sau đây, thì chúng tôi không thể nào không nhắc đến thành phần ban giám khảo. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Đào Trọng Quyên, quyền trưởng khoa piano Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Giới thiệu thạc sĩ Lê Hồ Hải, hiện là quyền trưởng khoa piano Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu thạc sĩ Phạm Trọng Chương, nguyên trưởng khoa piano trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Và ngay sau đây xin phép được mời thành viên của ban giám khảo sẽ lên sân khấu để nhận những món quà tươi ấm thay cho lời cảm ơn của ban tổ chức. Và xin phép được mời đại diện ban tổ chức ông Nguyễn Công Bình, phó tổng giám đốc công ty Việt Hương sẽ đem tặng hoa cho đoàn giám khảo. Xin được trân trọng kính mời ông.
của mình đồng giám khảo. Em sẽ tiếp tục mời Thiền Tiên ạ. Thầy có thể chia sẻ một chút xíu cũng như là trả lời một số câu hỏi trong cái cuộc thi năm nay. Thì thầy có thể cho em biết là cảm nhận của cuộc thi năm nay cũng như là chất lượng thí sinh của cuộc thi năm nay thì thầy có đánh giá và nhận xét như thế nào? Kính thưa quý vị khán giả, thưa các thầy cô và cùng các học sinh, sinh viên có năm có đến đây thì là tôi rất vinh dự là được thay mặt các thành viên giám khảo phát biểu và đôi lời về cái cuộc thi này. Thì là tôi đã theo dõi cuộc thi này nhiều lần và cũng đã trước đây quan tâm theo dõi. Thì cái lần này thì có một cái chúng tôi nhận thấy rằng là cái độ tuổi của các em càng ngày càng chín muồi sớm hơn và các cái chất lượng của bản trình diễn càng ngày càng cao cấp và cái độ khó tăng dần lên so với những năm trước rất là rõ rệt. Đấy là một điều cái rất là khích lệ và đáng mừng cho cái nền kỹ thuật piano của nước nhà. Thì là và đặc biệt nữa là chất lượng của các bạn thí sinh tham gia vào từng mảng rất đồng đều và cái sự tranh lệch có thể nói là gần như là cũng không đáng kể và dẫn đến cái là cái chất lượng của cuộc thi có thể nói là rất cao, đặc biệt là bằng B và có nhiều tài năng xuất sắc. Xin chúc mừng. Xin được cảm ơn thầy Tuyên cũng như là cảm ơn thành viên của hội đồng ban giám khảo. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở về hàng ghế danh dự của mình và cảm ơn vì những đóng góp của tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng tôi xin phép được mời lên sân khấu cô Nguyễn Ngọc Anh, trưởng ban tổ chức sẽ lên phát biểu về cuộc thi Steinway Youth Piano Competition năm 2020. Xin được trân trọng kính mời cô và một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón cô ạ. Kính thưa quý ban lãnh đạo các trường, quý thầy cô, quý phụ huynh, các em tài năng trẻ của chúng ta cùng toàn thể quý khán giả đang hiện diện trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Cuộc thi Steinway Youth Piano Competition là một chuỗi cuộc thi được tổ chức ở nhiều quốc gia trên thế giới và kết thúc tại một lễ hội được tổ chức tại Đức. Tại Việt Nam của chúng ta, Việt Thương chúng tôi vinh dự là nhà tài trợ và tổ chức đồng hành với cuộc thi đến nay là lần thứ 5. Đến với cuộc thi năm nay, quả là một trải nghiệm không thể quên đối với tôi. Như chúng ta đã biết, một đại dịch đầu năm 2020 đã ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống của mỗi người chúng ta. Từ tháng 3, tháng 4, các hoạt động, cộng đồng đều bị hạn chế, thậm chí là có thời gian là tạm ngưng tổ chức. Ban tổ chức chúng tôi cũng rất là nhiều lần trao đổi với nhau là liệu mình có thể tiếp tục tổ chức cuộc thi này nữa hay không. Và cuối cùng chúng tôi vẫn quyết định tiếp tục cuộc thi và có thể là mình điều chỉnh hình thức thi phù hợp nếu như cần thiết. Vì chúng tôi tin rằng trong chính thời gian nhiều thứ cách trở như thế này thì chúng ta lại càng cần đến âm nhạc hơn. Các em thí sinh, các em tài năng trẻ lại càng cần có những sân chơi, cuộc thi để nuôi dưỡng tình yêu của các em. Và đến ngày hôm nay, tôi thật sự là vui mừng khi hiện diện tại đây là quý ban lãnh đạo các trường, quý thầy cô, quý phụ huynh và những người yêu âm nhạc. Tất cả đã hoàn toàn lấp đầy khán phòng này từ ở phía dưới hội trường cho đến lên trên hội trường. Đây chắc chắn là một điều ủng hộ các tài năng trẻ của chúng ta trong ngày hôm nay và tôi tin chắc chắn rằng đêm nay sẽ là một đêm đáng nhớ trong hành trình âm nhạc của các em. Và cũng trong đêm ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm ra được một tài năng ưu tú nhất đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Steinway Youth Piano Competition vòng khu vực, tranh tài cùng các tài năng đến từ các nước Thái Lan, Malaysia, Philippines, Indonesia, Singapore, Đài Loan và Hàn Quốc. Sau đó, chúng ta lại tiếp tục tìm ra em xứng đáng nhất đại diện khu vực tham gia International Steinway Festival lần thứ 19 tại Hamburg, Đức. Kính thưa quý vị,
Trong những ngày này, tôi đã nhận được thông báo từ đại diện Stanway rằng cuộc thi vòng khu vực và lễ hội quốc tế Stanway sẽ có sự thay đổi về lịch trình. Hiện nay vẫn còn nhiều nước đang phải chiến đấu với đại dịch. Việc đi lại giữa các thành phố, các quốc gia vẫn còn đang rất nhiều hạn chế. Dù là vậy, thay vì hủy bỏ cuộc thi, chúng tôi quyết định sẽ thay đổi thời gian cuộc thi khu vực sẽ được tổ chức vào tháng 7 năm 2021. Chúng tôi tin rằng tại thời điểm đó, tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tốt, thuận lợi và an toàn cho các thí sinh tham dự cuộc thi. Và như vậy, International Stanway Festival lần thứ 19 cũng sẽ được diễn ra vào năm 2021, vào ngày thứ 6, tức là ngày 17 tháng 9, đến ngày thứ 2 là ngày 20 tháng 9 năm 2021. Buổi hòa nhạc có sự tham gia của các tài năng trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới sẽ được tổ chức vào ngày Chủ nhật, ngày 19 tháng 9 năm 2021. Với chương trình mới này, tôi tin rằng các em sẽ có nhiều thời gian để tập luyện hơn, trưởng thành hơn cho âm nhạc của mình và từ đó có phần làm thăng hoa cuộc thi chung kết khu vực cũng giống như festival tại Đức. Trong đêm hôm nay, tôi xin chúc các em có một đêm trình diễn tốt đẹp và chúng ta sẽ tìm được một em xứng đáng nhất để đại diện Việt Nam tham dự vòng khu vực sắp tới. Xin chân thành cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn phần phát biểu của cô Nguyễn Ngọc Anh, trưởng ban tổ chức. Kính thưa quý vị thân mến, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón trên sân khấu 10 tài năng trẻ sẽ xuất hiện ngay bây giờ. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng dành những tràng vỗ tay thật là lớn để cùng chào đón bạn Trịnh Phương Uyên. Xin được chào đón trên sân khấu bạn Nguyễn Trần Quốc Thắng. Xin được chào đón trên sân khấu bạn Trần Quang Minh. Xin được chào đón bạn Hoàng Hải Giang. Xin được chào đón bạn Nguyễn Hoài Anh. Thưa quý vị, ngay bây giờ là chúng ta đã chào đón trên sân khấu 5 bạn thí sinh đến từ bảng A. Và bây giờ sẽ là các tài năng trẻ đến từ bảng B. Xin được chào đón bạn Bùi Khánh Vy. Xin được chào đón trên sân khấu bạn Bùi La Giang. Xin được chào đón trên sân khấu bạn Vũ Hoàng Gia Bảo. Xin được chào đón trên sân khấu bạn Nguyễn Hoàng Vân. Và thành viên thứ 10 trong 10 tài năng trẻ ngày hôm nay xin được chào đón trên sân khấu bạn Nguyễn Đức Kiên. Và một tràng vỗ tay lớn thật sự dành cho 10 tài năng trẻ đang xuất hiện trên sân khấu của chúng ta thưa quý vị. Và ngay bây giờ xin phép được mời cô Nguyễn Ngọc Anh, trưởng ban tổ chức cuộc thi Stanway Youth Piano Competition sẽ lên sân khấu để trao hoa cho 10 tài năng trẻ của chúng ta. Thank you.
Anh. Và kính thưa quý vị thân mến, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với các tiết mục trình diễn của các bạn tài năng trẻ ngày hôm nay. Và đầu tiên về bảng A, xin quý vị chúng ta sẽ cùng chào đón trên sân khấu ngay bây giờ phần trình diễn của tài năng trẻ Trịnh Phương Uyên. Nhưng mà trước tiên thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng hướng mắt về màn hình để theo dõi một đoạn clip phỏng vấn sau đây ạ. Xin chào, con tên là Trịnh Phương Uyên, năm nay con 10 tuổi, con đến từ thành phố Hà Nội. Con thích học đàn vì nó sẽ cảm thấy cho con thư giãn hơn. Con đã học đàn được 2 năm. Con thích nhà soạn nhạc Mozart vì nhạc của ông ấy rất trong sáng và rất là phù hợp với lứa tuổi của con. Sau khi con đánh đàn Steinway & Son thì con có cảm nhận tiếng đàn trong hơn, ấm hơn so với đàn nhà con ạ. Ước mơ mai sau của con là trở thành một nghệ sĩ piano giống như ông Lang Lang. Con cảm ơn mọi người, mong mọi người hãy cổ vũ cho con ạ. Thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón trên sân khấu phần trình diễn của tài năng trẻ Trịnh Phương Uyên với tác phẩm Isaac Mokovich Variations on the Theme of the Paganini. Một trong những tài năng lớn cùng chào đón. Thank you.
Xin chào mọi người, con tên là Nguyễn Trần Quốc Thắng, năm nay con 9 tuổi, con đang học trường võ thị 6 ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Sở thích của con là ngoài chơi đàn piano ra, con còn thích chơi tên lửa nước, chơi bóng đá, cầu lông và bơi lội. Con thích chơi đàn piano vì con yêu thích nhạc cổ điển. Con thích nhất là nhà soạn nhạc Haydn vì tác phẩm của ông thường vui vẻ và sinh động. Con thích chơi đàn Steinway & Son vì tiếng của nó trong trẻo, ít bị nhè tiếng. Và khi đàn thì tiếng nhảy và bám phím. Ước mơ của con là sẽ trở thành một pianist giỏi và giới thiệu nhạc cổ điển cho những người chưa biết. I'm 10 years old and I come from Hanoi. I have played the piano since I was 5. I love playing the piano because I want to play many classical pieces for the piano. My favorite composer is Beethoven. When I play on Steinway piano, I feel happy because this piano can create a beautiful sound that I can play the pieces the way I want. Thank you.
Xin chào tất cả mọi người, con tên là Hoàng Hải Giang. Năm nay con 7 tuổi, con đến từ Hải Dương. Con rất thích học đàn, con học đàn được 1 năm. Nghệ sĩ con yêu thích nhất là cô Phạm Quỳnh Trang, là cô giáo của con. Con rất vui khi được vào phòng chung kết của cuộc thi và được chơi trên cây đàn sen quệ xanh đẳng cấp và sang trọng. Thank you.
Xin chào, con tên là Nguyễn Hải Anh, năm nay con 9 tuổi, con đến từ Hà Nội. Đến nay con đã học đàn được 4 năm. Sở thích của con là chơi đàn, đọc sách và nghe nhạc. Con rất thích nghe những bản nhạc của Mozart vì âm nhạc của ông luôn mang đến cho người nghe một cảm giác tươi mới. Còn nghệ sĩ mà con thích nhất là Lang Lang vì chủ đề đánh rất có cảm xúc. Đặc biệt khi được đánh trên cây đàn của Steinway, từng nốt nhạc rất trầm ấm nhưng lại bay bổng, êm dịu. Cũng như bao bạn khác, con cũng rất mong muốn được chơi trên cây đàn của Steinway. Và mong ước của con là được đến nước Đức để tận mắt nhìn những cây đàn Steinway tuyệt vời như thế này. Cảm ơn những chia sẻ của em. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón lại với chúng ta với tác phẩm Chopin Nocturne số 21 cùng đồ thứ. Hello everyone, my name is Phi. I'm 17 years old. I come from Hanoi, Vietnam, and I'm currently studying as a student at Vietnam National Academy of Music School. I studied piano when I was 5, so it's been 12 years now. There are two reasons why I love playing the pianos. Firstly, playing the piano is one of the best mental releases, and it actually helps regulate our organs and body function. Secondly, in the world of musical instrument, the piano is the king, is classy, is elegant,
And no musical instrument has had more impact on Western music than the piano does. My hobby, of course, is playing the piano, but beside that, I'm also keen on sketching, drawing, and dancing. My top spot of musician goes to Bach. I admire him because of his matchless combination of masterly musical engineering and profound expressivity. In my point of view, Steinway & Sons pianos are the most coveted pianos in the world. Having one represents a commitment to quality, pride of ownership, and musical enjoyment. Thank you very much. Xin chào, con tên là Bùi La Giang, năm nay con 13 tuổi, con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Sở thích của con là chơi đàn piano, nghe nhạc, đọc sách và cả chơi thể thao nữa. Con học đàn đến nay được 7 năm rồi. Con rất thích chơi đàn piano bởi vì khi con chơi đàn piano, con cảm thấy mình được thư giãn sau những giờ học căng thẳng mệt mỏi và con được sống trong thế giới mà chính con tưởng tượng ra. Con đặc biệt thích nghe nhạc của nhà soạn nhạc Chopin bởi vì các tác phẩm của ông vừa có sự nhẹ nhàng, êm ái, cũng có lúc dữ dội và mạnh mẽ. Đặc biệt, con thích nghe các tác phẩm của ông qua tiếng đàn của Son Jin-cho. Khi con chơi trên cây đàn Steinway & Sons, con cảm thấy mình có thể tạo ra được những âm thanh mà mình mong muốn. Và hơn thế nữa, Steinway luôn giúp con làm ra những âm thanh đẹp nhất và thể hiện được tình cảm của con đối với tác phẩm của mình đang đàn. Số 2.
là Gia Bảo. Nhưng trước tiên thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của em. Con xin chào tất cả mọi người, con tên là Vũ Hoàng Gia Bảo. Năm nay con 12 tuổi, con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Con bắt đầu học đàn từ năm 10 tuổi. Con sở thích của con là chơi đàn, nghe nhạc và vẽ tranh. Con thích chơi đàn piano vì nó giúp con thoải mái sau những giờ học căng thẳng. Tiếng đàn piano giúp con thể hiện được những cảm xúc khó tả mà vốn từ của con người không thể tả được. Nghệ sĩ mà con thích nhất là Danny Maxwell. Con thích tất cả các nhà soạn nhạc cổ điển vì mỗi người đều có cái hồn riêng, cái hay riêng trong tác phẩm của mình. Steinway & Son là thương hiệu đàn nổi tiếng nhất trên thế giới với chất lượng âm thanh được coi là rất chuyên nghiệp, tiếng đàn mạnh mẽ, âm vang và rất ấm áp, có nhiều âm sắc có thể thay thế được cả một dàn nhạc. Cảm ơn chị sẻ. Xin chào tất cả mọi người, con tên là Nguyễn Hoàng Vân, năm nay con 14 tuổi, con đến từ Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Sở thích của con là sau những giờ học căng thẳng, con có thể ngồi trên cây đàn piano, chơi những bài nhạc mà con yêu thích. Con học đàn từ năm con 3 tuổi, ngoài ra con còn biết hát và thích chơi những loại nhạc cụ khác. Nghệ sĩ nào con cũng yêu thích hết, mỗi một người nghệ sĩ có một cái tài năng và điểm mạnh khác nhau. Nhưng con vẫn thích nhất là ông Liszt, vì mỗi khi đàn bài của ông con cảm thấy rất hay và sâu lắng.
cảm nghĩ của con về cây đàn piano Steinway & Son là cây đàn rất là đẹp, tiếng đàn rất chắc và trong trẻo. Mỗi khi con ngồi trên cây đàn, con cảm thấy rất là vui và hãnh diện. Con cảm ơn chương trình đã cho con tham gia cuộc thi để con có thể thực hiện được ước mơ. Và đó là một cái cố gắng cá nhân của chị is Kien. I'm 12. I come from Hanoi, Vietnam, and I'm currently studying at Vietnam Academy of Music. I love playing piano and football, and I know it sounds really weird that to combine those things together, but for me, it works perfectly. I've been studying piano since the age of 5, and I joined the Vietnam Academy of Music when I was 9. My favorite composer is Frédéric Chopin, because his music just has a lot of emotions, it's very beautiful, and it always touches my heart. Every time I play his music, I always feel a great story behind it.
For me, Steinway Sons is the heaven of music. You can create amazing and magical music that you cannot even imagine of. To be a great pianist, you have to have a great piano. And for me, Steinway Sons is my number one selection. Thank you very much. Schumann Variations on the Theme of ABEGG, Opus 1.
Nguyễn Thế Vinh, tài năng pianist trẻ của Việt Nam. Lần đầu tiên đạt được huy chương vàng trong cuộc thi ASEAN International Piano Academy Festival and Competition tổ chức tại Hàn Quốc năm 2010. Thế Vinh đã đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời và sự nghiệp của mình. Giải thưởng quốc tế đầu tiên là minh chứng cho niềm đam mê piano của Vinh khi vừa tròn 10 tuổi. Vào tháng 4 năm 2016, tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thế Vinh trở thành quán quân của cuộc thi Steinway Youth Piano Competition lần thứ 3. Từ đó, Vinh trở thành đại diện của Việt Nam tham dự vòng chung kết khu vực châu Á-Thái Bình Dương tổ chức tại Malaysia. Tháng 8 năm 2017, tài năng trẻ Steinway Thế Vinh đạt giải trình diễn tác phẩm lãng mạn hay nhất tại trại hè của Đại học Minnesota, bang Minnesota, Mỹ. Sau đó, Vinh được trường Cypress Street Mary School, Mỹ cấp học bổng toàn phần 3 năm theo dự án âm nhạc của trường. Vào tháng 5 năm 2018, Vinh đã đạt danh hiệu nghệ sĩ nổi bật của năm trong cuộc thi Minnesota Varsity của Đài Phát thanh Công cộng bang Minnesota, Mỹ tổ chức. Năm 2019 vừa qua, Vinh đã xuất sắc đạt được cúp siêu trí tuệ Việt Nam. Từ một cậu bé bị chẩn đoán là lớn lên biết tự phục vụ mình là may, nay Vinh đã có thể tự bay đi các nước tham dự các cuộc thi quốc tế và đều đạt được các thành tích đáng kể. Thank you.
Thank you.
Nguyễn Thế Tinh ạ. Và vừa mang đến cho chúng ta một tác phẩm mang tên là Bác Bussini cho con cung rê thứ. Cảm ơn Vinh ngày hôm nay đã dành thời gian và nhận lời đến tham dự đêm gala này. Thì chắc là sẽ có một chút chúng ta sẽ cùng phỏng vấn nhẹ được không Vinh? Rồi vậy thì bây giờ thì cho phụ cũng như là các khán giả ở đây được biết cảm xúc của Vinh khi mà quay trở lại với chương trình năm nay, cũng như là bạn có thể chia sẻ động lực nào giúp bạn đến với cuộc thi Stanway Youth Piano Competition và cảm giác của bạn khi mà đã giành được giải nhất của cuộc thi vào năm 2016. Lần trước em nói là cái động lực để em đến với cuộc thi này thì không phải chỉ riêng với cuộc thi Stanway đâu. Thì em nghĩ là cái động lực để mình đến với cuộc thi này thì có những cái sân chơi để cải thiện với bản thân, là có những cái buổi trình diễn thuyết phục với tất cả mọi người. Và em nghĩ là điều quan trọng nhất là để thỏa mãn được những cái gì mình thể hiện trên sân khấu. Cái cảm xúc mà để khi mà em thành đạt cảm xúc năm 2016 thì em thấy cũng khá là vui. Em không biết là gì hơn nữa. Tới bây giờ vẫn còn vui đúng không? Và Vinh Kho một chút nữa đi, mình sẽ chia sẻ rõ hơn thì không biết là Vinh có thể nào cho cuộc cũng như là mọi người được biết là mình có kinh nghiệm nào để chia sẻ về cuộc thi khi mình tham gia và trở thành một thí sinh cuộc thi, thì có chia sẻ về kinh nghiệm như thế nào để cho các bạn thí sinh của chúng ta có thể nghe theo và từ đó học hỏi? Khi mà tham dự một cuộc thi rồi thì em nghĩ là cuộc thi nó không quá là quan trọng với tất cả các thí sinh, và cuộc thi coi như là nó là một cái sân để biểu diễn và cứ chơi hết mình, và không phải lo lắng gì, không phải suy nghĩ gì nhiều hơn. Rất là đáng yêu luôn quý vị, một chàng trai rất là dễ thương, vừa tài năng đánh piano hay mà còn có thể mang lại cho không gian của chúng ta rất nhiều tiếng cười nữa. Cảm ơn bạn rất là nhiều, và ngay bây giờ chắc là sẽ mời lên sân khấu cô Nguyễn Ngọc Anh, trưởng ban tổ chức sẽ lên trao hoa, một bó hoa tươi thắm dành cho Nguyễn Thế Vinh. Xin được cảm ơn công việc công an và xin được cảm ơn Vinh rất là nhiều. Chúc cho bạn sẽ nhận thái được nhiều thành công hơn nữa trong con đường nhạc của mình nhé. Kính thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là giây phút mà quý vị trông đợi nhất trong chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ được biết những giải thưởng đến từ cuộc thi này dành cho các thí sinh. Và xin mời ban tổ chức chúng ta sẽ cùng trao phong bì cho phụ Nguyễn, phong bì giải thưởng, và xin mời đại diện của ban giám khảo. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì phụ Nguyễn sẽ nhận phong bì. Trong đây sẽ là các giải thưởng mà ban giám khảo của chúng ta đã lựa chọn và đánh giá. Xin được cảm ơn thầy rất là nhiều. Kính thưa quý vị, trên đây phụ Nguyễn đã là phong bì giải thưởng và xin phép được mời quay trở lại trên sân khấu của chúng ta 10 tài năng trẻ. Phần giải quyết của bạn T xin phép được chúc mừng tài năng
Rồi xin được cảm ơn tất cả các em. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần công bố giải ba của cả hai bạn. Đầu tiên, giải ba của bạn A. Xin được chúc mừng Nguyễn Hoài Anh. Và xin được chúc mừng Trần Phương Huy. Với bạn A, chúng ta sẽ có hai giải ba. Còn với bạn B, xin được chúc mừng Nguyễn Hoàng Vân. Quyền trưởng khoa piano Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sẽ lên trao giải nhì của bạn B cho bạn Vũ
Thank you.